À, đối với cá nhân hòa thì hòa, à, thấy là iran là hiện nay là đội có thể nói là mạnh nhất châu á à, họ có thể nhỉnh hơn cả nhật bản và uzbekistan về à, trình độ chuyên môn à, nhưng à, đối với à, thời điểm hiện tại thì à, đội tuyển quốc gia việt nam vào sân với bất kỳ đối thủ nào thì cũng à, đặt mục tiêu là giành chiến thắng và với cái 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 tinh thần và với cái cái tư tưởng như vậy thì hoàng nghĩ là Việt Nam thì có thể mình không nói trước được điều gì nhưng mình vẫn có thể là thi đấu một cách là sòng phẳng đối với Iran tuy họ là đội bóng đang đứng thứ sáu thế giới và cũng là đương kim vô địch của giải đấu này rất là nhiều năm rồi nhưng mà hoàng nghĩ là đội tuyển sẽ cố gắng có một cái trận đấu thật đẹp để công hiến đến khán giả.